chú vẽ hôm nay Su được đi chợ này kia. Được đi chợ đâu, giờ Su với Na vô chổng ăn sáng đi, mẹ đi mua cho Na thùng sữa cái nha. Dạ. Chứ hồi mất công lại chở nhau đi nặng lắm. Na vô chổng đi ăn với chị Su đi. Vô chổng kêu cho em Na phần phở bò tái nha. Rồi Su ăn nhỏ đi, còn Su nhỏ hay lớn gì cũng được, còn Su ăn gì ăn. Đi đi, mẹ đi qua bên kia mua đồ nha, đi chợ nha. Mẹ mua xong rồi mẹ quay lại đây. Vô mua thùng sữa Vinamilk. Thùng sữa Vinamilk có đường cho Na. Sẵn mua nước chặt đồ luôn. Mua bịch nước chặt đồ. Cửa trên. Đồ hôm nay lên giá rồi. Bịch này 120 rồi trời. Ủa có 107, 120 mấy á. Dưa thường thường nhớ bịch này là 175. À, cái này giá vẫn cũ 175. Ủa chị có cái loại này á. Ủa em có cái loại này mà nó không, nó không thơm á em. Ờ à, đúng rồi, cái thể tích của nó, trọng lượng của nó nhiều hơn. Nhưng có cái loại có công pho này hả? Có loại không có công pho. Không có công pho có mấy ngày. Không mày, tại không còn, không có chứ, không nhập đó chứ, chứ có mà. Chứ màu xanh mà. Tại mấy ngày đi hàng á, đi á. Ừ. Lấy một hộp súp cô chị ơi. Hoa đẹp quá. Bó hoa hồng ha, 40. Bó hoa hồng 40, bó này 20. Thanh liễu 90. Thanh liễu 90 ngàn. Đi chợ xong rồi ghé rước Su với Bành Thị Na luôn. Na nó ăn chưa xong nữa. Nhưng mà vô đút nó ăn hết luôn rồi. Nay nó ăn trễ, ăn chậm hơn hôm qua. Tại hôm nay thức sớm á. Hôm qua thức trễ nên nó bụng nhiều hơn. Nay thức sớm nó bụng ít. Mà cuối cùng thì cũng ăn hết nguyên tô. Su nãy ăn gì Su? Ngon. Ngon. Su ăn xong rồi đút cho em hay chưa? Dạ. Mẹ ơi, Su nhụ 2 cây xúc xích cho nó luôn á. Vậy hả? Ờ. Cho 1 cây không chịu đâu. Cho nửa cây nữa cũng không chịu. Cho thêm nửa cây kia nữa mới chịu. Ghê hả? Dọn dẹp cái cây. Nè ăn súp cua. Ăn súp cua chứ không ăn phở. Su đổ rác rồi. Na đi đổ cho mẹ cái bình hoa nè Na. Đem bình hoa đi đổ nè. Dạ được. Dạ được hả? Từ từ. Rồi gánh bình hoa đi đổ nè. Bình hoa nè. Cái chân đổ nha. Nè. Nè. Rồi nè, làm biến rồi. Nó làm biến rồi, nó không chịu đi đổ rồi. Su đi đổ luôn bình hoa này nè Su. Trời ơi, thôi. Mà đã thui quá. Có rửa không? Chưa. Để đi, hồi mày rửa cho. Này, đi đổ bình hoa này giùm mẹ. Hồi mẹ cắm hoa. Này, trứng cút không nè? Ăn trứng cút không? Hả? Ừ. Không ăn. Trứng cút à? Không. Sống ăn? Không ăn. Chê. Chê, tự nhiên nay nó chê trứng cút kìa, Su ăn không? Không. Hơi cay. Ngon. Cút hơi cay. Cô này bỏ ớt với bể ớt với cái gì đâu, sa tế nhiều quá. Trời ơi mẹ giờ nào? Giờ chưa được 8 giờ nữa gì đó. Chưa được 8 giờ nữa mọi người. Nó dậy sớm. Chị Ngọc chưa lại. Dậy sớm.
À, tối nay em có chốt được 2 đơn kem mọi người. Một đơn kem mặt của em này không biết em gì á. Em đặt xong em hủy xong rồi em đặt lại hình như là vậy á. Nhưng mà lấy cái nick khác. Em vô em có xem kem mặt. Đặt ở TikTok shop, thiếu một đơn này cũng ở TikTok shop luôn. Body nhỏ. Mọi người ơi, da chị nào mà bị mụn, bị nám, bị tàn nhang, lỗ chân lông to, da không điều màu á thì mấy chị thử đặt phòng xài thử nha. Được 2 đơn. Tối lai dữ thiệt, tối lai 2 tiếng mấy luôn mấy cha. Trời ơi trời. Không ngờ là mình lai, mình ngồi lai 2 tiếng mấy luôn. Hai thì hơn 2 tiếng rưỡi luôn. Để quét cái nhà, lau cái nhà cái rồi lên trên lầu phơi đồ. Cái gì vậy? Mất pha gì vậy? Điện tự nhiên mất pha vậy. Rồi. Cúp điện luôn hay gì trời? Su qua bên nhà mấy nhà kia coi họ có điện không. Su cúp điện mọi người. Trời, tự nhiên giờ cúp điện luôn mọi người. Nay cúp điện không thấy thông báo gì hết trơn. Su hả? Giờ Su với Nay lên chỉnh phơi đồ, mẹ cho mỗi đứa 10.000. Chịu không? Chịu. Nhưng mà Su xài 15 luôn. Ủa cho mỗi đứa 10.000 thì đứa 10.000 chứ sao? Làm có ít đồ lắm. Hay vậy thôi mẹ lên mẹ phơi cho. Thôi. Đây nè. Đi không? Nè có phơi đồ không? Phơi mẹ phơi nha. Cúp điện rồi trời, chán ghê. Chủ nhật cúp điện là coi như xong. Buồn ghê. Su đang phơi đồ nha mọi người. Nhanh mà. Có mấy cái. Na không chịu phụ mẹ phơi ăn mừng. Na không phụ phơi hả? Không. Na không phơi, hồi Na không có tiền nha. Na không có mua được muối gì hết. Không. Nãy nó còn nó đòi coi meo meo á mà đâu có điện đâu, cái mặt nó xị ra. Thôi nhưng mà nể tình chị em nên là Su xíu mua cho nó bịch sữa thôi. Nể hả? Su xíu mua hai bánh một mình bánh để chiều đem lên lớp ăn. Nóng thế sao? Sao hát lôi chị Ngọc trước hay gì mà Na nó nói vậy? Vậy hả? Hôm nay cúp điện rồi. Trời ơi, coi Na cài coi bánh thì Na cài trời ơi. Mà mắt kiến ngược đứng chê ấy nữa trời. Sợ ma quá nè ơi. Lại đây. Lại đây lấy tiền nè. À, trời ơi nhìn nè. Mắt mắt kiến rồi chết trời ơi. Quải tèo bà Na thiệt chứ. Đi đây. Đi bộ đi mắt kiến ngược. Không giống ai chứ. Trời ơi, chiếc quà Valentine của nó nè mọi người. Hai cái vòng luôn, hai cái gì, hai cái vòng tròn luôn mới ghê chứ. Ớn chị Ngọc thiệt, chớ hàng chị không chịu đi uống cà phê. Giờ đó mà cũng còn chỗ bán tiệm vàng cho mày lựa nữa hả? Ghê. Giữ chị Ngọc thiệt. Chị Ngọc số 1 rồi. Chị Ngọc số 2 không ai dám nhận số 1. Chị Ngọc số 2 không ai dám nhận số 1. Thiệt luôn. Nè, qua lên ghế ngồi mẹ lau nhà. Đang lau mới chạy qua chạy lại chặn Na này. Lên lầu quét dọn. Cái gì Ngọc cắt máu, cắt da. Trời ơi. Không bóng giờ thôi. Ai để cái kiến lên trên đầu nó vậy?
Trời ơi. Sao muốn chọn sao nhất? Ủa ai cụ tóc cho nó vậy? Sao muốn chọn nè? À, đừng có sơn cho nó nữa. Sơn đi. Rồi. Cúp điện rồi buồn quá à. Ủa không biết bên đường con Hoài có cúp điện không ta, để điện thoại nó thử coi. Nè bành cái giò ra nè. Té cái giò ra giống nãy hả? Không. Ờ cái dọn nè sao mà thấy ghê vậy, đang thui thù lùi vậy. Hai tụi bay đi ra ngoài vô nhà rồi tắm rửa chân. Chơi ở ngoài cái giò thấy ghê trời. Ôi ơi. Bật đèn vô đó. Bật đèn cúp điện không? Bật đèn. Cho nó nằm xuống luôn. Nằm xuống luôn nè. Nằm xuống. Dở. Nó dẻo ghê ha. Dẻo ghê á trời. Lại đây nè, làm lại nè. Đi đây. Cúp điện rồi. Đi đây, vô chỗ này. Xô đứng cho em, đỡ sợ xô. Đi đây không? Đi không? Không đi không, ra đây chưa? Nè. Ủa trời ơi. Mình hát không nè? Mình hát không? Mình hát. Chưa. Mình hát à? 1, 2, 3, 3. Nó biết tập trung vô nó chảnh chảnh á, mặt nó thấy ghét. Trời ơi, đất quỷ ơi. Nè, nó hắt mật khẩu của chị Ngọc rồi, nó chơi quấn bài online nè. Ủa trời, quá đất nó rồi. Biết chơi vậy? Nè, quấn bài online rồi này kia nè. Nó hắt cái điện thoại của chị Ngọc rồi. Trong lúc đó thì chị Ngọc đang gọi đầu cho mẹ Xu. Quá trời quá đất rồi. Lấy em hai hộp cơm anh, hai phần cơm. Cơm gà, cơm gà. Gà đi sườn sườn đi gà. Gà đi. Chứ lấy em phần cơm thêm nữa. Con Ngọc nó mới gọi đầu cho em. Nó gọi đầu. Nó mới về. Để cơm gà cho em. Xong mua hai hộp cơm, cơm. Lại một phần cơm thêm đó, nè ăn cơm ăn đi. Ăn cái đó với trứng canh nè. Ngồi ở đây ăn mọi người, chứ ngồi ở trên trong nhà ở sao á nó tối thui à, ăn không thấy đường luôn á. Đổ đây ngon nè. Để mày lấy cái kia mày kê lên cho Naka. Chúc các chị cùng thưởng thức bữa ăn cơm bất ổn nha. Tô nó đổ ra cái tô mọi người, đổ ra cái tô cho nó ăn cho nó rộng rãi. Đây mà. Ờ, nó đi nè, đi thằng nó. Nhìn nè, nhìn hộp cơm nó khô queo luôn. Nó khô queo luôn, nó không có mỡ gì hết trơn á.
Con đá mọi người nó đang phá cái đó ngon lành. Cái nghe tiếng của con Su kêu là mẹ ơi mẹ con Na nó ngủ chơi chạy là nó lật đật. Nó lật đật nó bóng xong nó chạy một phá một cái ào xuống dưới. Nó sợ con Su trời ơi. Ủa Na cũng biết sợ nó hả? Thôi xuống đây chơi đi. Xuống đây chơi. Đây đi xuống đây chơi mẹ em trên chảnh nóng quá. Đi xuống nha. Hả? À. Giỏi vậy, Su sạc hồi nào vậy? Su sạc hồi tối á. Rồi, đi ra nè, chị Su sạc pin dự phòng luôn kìa. Quá đỉnh luôn. Su sạc bằng cái cục chui nào? Su sạc bằng cái chui màu đen. Không biết anh. Ôi ơi, giỏi quá vậy. Cái chui màu đen Su kiếm này. Hấp được chơi cụi đó. Vô gì không? Hấp được chơi cụi đó. Trời ơi, đang hấp pin luôn, gặp Su nữa. Ngon lành luôn, cảm ơn Su nhiều nha. Dạ. Xung mong sẽ có điện sớm. điện thoại kia không có 3G rồi Xung không coi được nên là sắp hết pin nữa. Hôm nay Xung nghỉ học buổi chiều nha mọi người. Hôm nay Xung nghỉ học buổi chiều. Lý do gì nhà trường như cúp điện luôn hay gì á. Thông báo của lớp của Xung chiều nay nghỉ. Buồn quá à. Cúp điện giờ chỉ có gội đầu chứ không làm được cái gì đâu. Ở bên nội có điện. Hồi nãy mua dưa hấu là ngon quá trời. Nửa trái là còn nửa trái. Ôi ôi, bánh tráng súp me. Cái này nữa. Cái gì? Cái gì ngọt đó hả? Bánh gì vậy? Để lấy ra ăn. Nó chua chua hả? Nó không phải chua. Ít thôi. Mấy cái ăn rồi. Các anh chị, mời các cô chú, các anh chị cùng thưởng thức. Không, hôm nay không có mang ăn ngủ. Ăn cho hết rồi. Thay vị bằng dưa hấu. Nãy có chừa còn miếng nhỏ nhỏ chừa cho hôm nay. Chiều mới ăn. Chiều cho nó ăn miếng nhỏ rồi, chiều cho nó ăn miếng to quá. Ăn lạnh bụng nó ống. Con Na nó lớn vậy thôi chứ có cái bụng nó còn bao tử nó còn yếu. Nó sẽ phải ăn nó ăn nhỏ hột trời. Nó lựa từng hột ra luôn á. Hay là dưa này ít hột á. Cái bà cái dưa mà dưa mỏ á. Nhiều hột á. Một miếng gì cả chục hột. À. Cái dưa hấu không hổng mà. Ngập lên này còn nhẫn tâm không? Ốm á. Mới tăng. Ngon quá. Ống trái xếp ba. Ăn xong rồi nha. Ngập bằng pasta nha. Bằng pasta buổi chiều đi. Mình sao rồi hả? Nó lại là bóng bóng. Mua cho mày bộ đi rồi xong rồi nhiều lắm quá trời luôn á. Một bộ làm năm món rồi. Cắt chuỗi xong rồi làm một bộ năm món mà. Cái này là một mẫu á. Một mẫu thì mỗi thanh lắm.
tranh thủ xuống nấu ăn. Dạ. Xuống nấu canh tép. Để em Ngọc làm móng cho chị khách đó. Chị kêu, chị kêu là em làm đi chứ chị sợ Ngọc làm không ngon, chị kêu em lấy khóe đã hơn. Chị kêu để Ngọc lấy đi, rồi Ngọc nó lấy không được thì em lấy. Su nó kêu nó nhớ nhớ chị Cà, nó kêu cho nó chở Na đi qua với chị Cà, qua thăm chị Cà. Giờ nó về cái nó hốt mình Khoa qua nữa. Đi đâu hả? Trời ơi. Vậy hả? Chị Cà ngủ không? Không hả? Ngủ khờ luôn hả? Rồi ăn cơm với canh với tôm thôi. Nè của Na này nè. Na cái tô á. Anh Khoa ăn ít thôi. Khoa đưa đây mẹ chỉ còn dì Ba Trang cho. Đó cho anh Khoa cái muỗng. Na để vô. Ai cụ tóc cho Na vậy? Muỗng đâu ghiếp từ từ hết trơn, lạc đâu mất tiêu hết trơn trời. Có không muỗng không mất mất tiêu. Sao? Ăn có món canh mà nó thấy nó ngon gì đâu á. Có bụng. Chị Ngọc nó đậu đập cho khách. Để xíu có bà hai bà có, mình không thấy khó thì mình hỏi cho hỏi. Lương thay lại trong cửa mình. Rồi ăn mấy ngàn? Đồ ăn có 4 ngàn mà đồ chơi có 6 ngàn. Dễ hả? Ghê hả? Hai bình thân nhỏ nữa là nhỏ thiếu vậy mà có 6 ngàn á. Dễ hả? Một tí nó mới mở bự ra. Chú em cũng chơi rồi. Ngon không nè? Ngon. Ngon hả? Dở quá. Ăn đi. Rồi bye bye. Chị Ngọc đưa anh Khoa về nha. Su nhắm đưa rồi. Trời ơi. Khoa chạy xe cẩn thận nha, chạy chậm chậm thôi nha. Đợi đợi chị Ngọc chị chạy sao, Khoa chạy chạy trước á, chạy từ từ thôi. Đấy. Chạy đi Khoa. Trời ơi, ồn quá trời luôn, nhức đầu ghê luôn á trời. Ở ngoài kia nó ca nhạc hát sùm hết trơn. Xô chắc đóng cửa nghỉ sớm á Xô ơi. Xô xếp đồ mai đi học luôn á hả? Giỏi quá vậy. Xô làm cái gì? Chỉ bài tập cho Xô hả? Dạy bài tập cho Xô.